suy mà trông đẹp tươi. Người đang đi lần lê bước chân tiên trong đêm tối, sẽ thấy ánh sao mai dạng người từ đông nhô cao. Có mừng lên nay đây Chúa người đến rồi, nay Chúa đến rồi, vui lên hay vui mừng, Ngài không nghe lời người đó. Chúa đã nhầm lời, Ngài dẫn đường người qua những hố sâu, qua núi đồi về nơi an vui, nơi suối mát trong đẹp tươi. Trông xem sang đôi mắt tôn vinh Chúa, kẻ biết mở tai nghe, người nghèo được loan tin vui. Vui lên Sion, ca mừng lên, nay đây Chúa người đến rồi, Chúa đến rồi. Vui lên Sion, hãy vui mừng, Ngài khấn nghe lời người đó. Suối mát trong đẹp tươi. Suối mát trong đẹp tươi.